Ủa, chào chào mọi người. Thì chúng tôi đang có mặt tại căn nhà của chúng tôi trước khi mà cưới nhau. Thì bây giờ chúng tôi thăm lại. Đi đâu ăn cơm đi. Dễ thương quá. Dạ. Cái này đúng với cái câu gì Quỳnh: vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Hai đứa con Ba ba khờ. đứa Ba rồi đứa rồi. Ba đứa con khờ làm động lực cho đôi ta. Không. Câu tiếp theo là gì ta? Chỉ mong sao đôi mình đôi mình khấm khá đôi tay này. Vẫn nắm chặt lấy nhau. Xin mời mọi người cùng tham quan nhà của Lâm và Quỳnh nha vị nha. Đây, cái căn nhà rất là ý nghĩa của Lâm và Quỳnh ngày xưa đó. Ok chưa? Chiều là hai chồng vô đây, vô nhà chơi để thấy thương không? Đã tối là hai chồng sẽ ngủ đây, nồi cơm điện đó, nấu cơm nấu đồ. Thì rồi này, cái ấm đun tóc Quỳnh bán này luôn đúng không? Dạ. Nhiêu này nhiêu? 100. 100.000 cái nồi này Quỳnh bán không? Có luôn, nhiêu? Hết rồi. Hết rồi, cái bếp này Quỳnh bán luôn nè. Có luôn. Nhiêu? Sale 500. Sale, giữ vậy sale 500 giữ vậy. Ôi, cái này mua mất tiền lắm á. Vậy đó hả? Dạ đó quý vị. Kim body. Dạ thưa quý vị đó, vợ chồng nghèo đó nên cùng nhau nỗ lực nha quý vị nha. Đây là cái căn nhà kỷ niệm, không phải là quay clip quay ơ nha quý vị nha. Thật sự đây cái căn nhà của Lâm với Quỳnh ngày xưa là kỷ niệm của hai đứa luôn, cho nên hả nhiều khi mà buồn buồn cái hai chồng ra đây chơi để mà tâm sự ôn lại kỷ niệm ngày xưa đó, dễ thương không? Quạt máy quạt ơ đồ, bếp ga Quỳnh bán đúng không? Nhiều bếp ga hết luôn hả? Dễ thương lắm, trời ơi. Vô nhà chơi sao mà buồn vậy trời đất ơi. Rồi hai mình tết nè cho. Bài gì vậy? Đừng có nói quên Quỳnh ơi. 13. Kinh. Rồi, bảo bệnh không? Không. 4. 5. Có 4 không? Có. Đánh đi. Lấy 5 lên. 4. 4 gì? 4 đỏ. 4 đỏ hả? 5. 7. 10. Bòi. Heo mày. Heo đen. Heo đỏ. Chặt mày. Đó gì nữa? Chặt, có chặt không? Không. Tử. Trời, thúi hả? Thúi một con heo, hai con heo, thúi ba đôi thông mà bị nhỏ hơn nữa. Giờ tối nay mày chết mày vậy thôi. Trời ơi. Đó đã thua tao rồi, chết. Hết chuyện. Ủa chưa về nữa hả? Quá trời mệt quý vị ơi. Đó, vui hai chồng vui vẻ quá trời. Cái màn cưng quá ha. Thấy thương không? Nhà thấy thương không Bình ơi? Nhưng mà hạnh phúc. Nói chứ cái này quý vị là làm nhà Lâm cho mấy anh chị gọi là phụ hồ hả? Làm gì Quỳnh? Phụ hồ ở nhờ thôi. Chứ ở nhờ trên đất. Đó, cho nên xuống đây thăm rồi nọ nè. Bà Quỳnh mới cho mấy cái nồi đồ mấy anh chị làm ở đây hả Quỳnh? Dạ. Mấy anh chị làm thượng hồ này nọ đó, cái hãy cho mượn đất rồi xây cái này lên. Vợ chồng đi tứ xứ này nọ đó, cho nên mấy chồng xuống thăm đồ này nọ thôi. Một tiểu phẩm vui vẻ đồ, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và hưởng cái Tết thật là ấm no và hạnh phúc cho mọi người nha. Tại vì xuống đây mình thấy mình phải trân trọng cuộc sống mình đúng không? Thấy nhiều khi mà họ gọi là rày đêm mai đó đâu gì, mà hai vợ chồng sống trong căn nhà gì mà lúc nào cũng vui á, lúc nào cũng cười tươi á, rất là hạnh phúc luôn. Cho nên nó mình nhìn cái tự nhiên mình cảm thấy mình may mắn hơn rất là nhiều, đúng không Quỳnh? Mấy chị phải đi làm xa con cái nữa. Rồi mấy bà con cái đồ tí thương đúng vậy, mà ở nhờ trên đất á, là tại vì á, đất đất của ba Lâm á, ngày xưa để lại đó,
cái hả cho mấy anh chị đồ đóng ở đây để mà anh chị đi làm, thấy thương lắm, tự gọi là bên cạnh nhau rồi nọ. Thôi tạm biệt mọi người đi ha. Dạ. Vợ chồng mình cùng nghèo nhau nỗ lực, nỗ lực khởi động lực theo tôi. Thì ra Nhung em có chỗ bấm phiếu không? Dạ nãy em cứ cần đứng ở giữa để em bấm phiếu không? Ha, nhìn không cho, không dữ lắm. Cái tôi ngày có bầu đổi nết thì sao á? Cọc tính hay la hay chửi anh lắm Buka. Thì ra để cho anh xua đuổi em là tại vì ngày hôm nay có Huỳnh Quỳnh. Đúng rồi, không thể nào mà gọi là vui vẻ, gọi là dễ chịu với em được. Nhưng mà Huỳnh Quỳnh đâu có gì với em đâu. Có không? Huỳnh Quỳnh nói á là anh đóng phim với những người khác á, này kia hung hết ôm ấp đồ à, ai cũng không được hết, nhưng mà với Buka với Khải Như đồ thì được. Được không em? Dạ cũng được. Cũng được ha. Được. Ủa mà tại sao vậy? Buka cũng đẹp cũng dễ thương mà tại sao em không có ghen với Buka? Tại chứ không đẹp bằng em. Trời ơi, em ghen, em dạng miệng như Quỳnh. Cái này là anh dạy đúng không? Không, anh không dạy. Anh dạy. Anh câu đâu mà dạy cái kiểu đó được. Chứ Quỳnh không thể nào nói chuyện như vậy được. Anh dạy thôi. Quay vô trong luôn đi, kéo cửa đi vô đi về. Không, Quỳnh chưa giới thiệu gì mà. Ủa? Tại em không thích cho giới thiệu á. Kỳ vậy? Em thích kệ em mà phải cho vợ giới thiệu về bản thân và đôi nét về lý lịch sơ yếu chứ. Ủa sơ yếu lý lịch chứ. Em giới thiệu đi nào. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Quỳnh Quỳnh, hiện tại là em 31 tuổi và em chuẩn bị có đứa con thứ ba. Chồng em tên là Lê Dương Bảo Lâm. Dê, công việc của em là gì? Dạ, công việc của em hiện tại là bán hàng online. Dê, lần thứ mấy em tham gia chương trình rồi? Dạ, lần thứ hai em tham gia chương trình rồi, rất mong mọi người sẽ ủng hộ em. Wow, lần này có gì khác biệt so với lần trước? Dạ, lần này có sự khác biệt là em có bầu, nhưng mà bầu là bầu con trai. Anh Lâm ơi, cái này là 2 giờ chồng tối qua tập đúng không? Có tập 4 tiếng đồng hồ. Hèn chi, em thấy không? Em thấy cái sự phối hợp ăn ý không? Hay quá. Biết vậy em cũng gọi chị tập rồi. Thì đó. Sao làm lại tụi tôi? Em ngày hôm nay em đến đây với tinh thần như thế nào? Dạ rất là vui vẻ và phấn khởi. Phấn khởi. Và cái câu slogan của em đi ra sao? Dạ rất mong mọi người sẽ ủng hộ em. Ừ vậy thôi. Mời chồng có định về không? Dạ bộ mời anh về. Mời Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh bước về. Quỳnh Quỳnh Bảo Lâm xuống đi. Xuống đi luôn. Âm nhạc. Xây. Ơi, Nhung cô bị hô làm sao làm lại tôi chứ? Ủa, hơn thua luôn. Hơn thua luôn. Vợ anh đang có em bé đó. Sao? Ý là anh nói là anh sẽ hơn thua với bên đầu đó. Một mình anh thôi. Đúng rồi, tại vì thường thường khách mời tới đây là thường thường anh em mình chơi trang quà lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà hôm nay toàn là người nhà của anh, chắc chắn anh sẽ chơi hết mình. Nhung, em lo hay không? Dạ, em không lo. Không lo hả? Nhưng mà mình phải hơn thua lại. Đúng rồi chị em, mình phải hơn thua, mình hơn thua luôn. Thôi, tôi cảm thấy là giao lưu quá đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng đến với vòng một của Ngạc Nhiên Chưa. Em biết nhiều bài hát không? Dạ cũng hơi hơi thôi. Em biết hát không? Dạ em hát hay lắm. Mời em. Ủa? Có chàng trai viếng lên cây, lời yêu thương cô gái ấy. Ừ chàng trai đi nha em nha. Không dám viếng lên cây em à. Đội em đúng rồi. Đúng rồi. Đội em. Đúng rồi. Như vậy là chắc chắn không bằng Quỳnh của tôi rồi. Quỳnh. Rồi. Em hát cái bài Đừng Tin Lời Ông Bướm đó. Quỳnh, hát cho Nhung nể em coi. Trời ơi, thôi để gì vậy em hát cho anh nghe. Không, em hát một câu thôi, Đừng Tin Vào Lời Ông Bướm. 2, 3, vô. Đừng tin vào lời ông bướm, bướm. Đó là hố sâu. Đó là hố sâu, là cà bẫy của tình yêu. Ủa là hát chưa? Đúng đó. Ủa em thấy độc mà. Đúng rồi. Em thấy độc mà. Anh buồn quá. Cái mặt anh đam mê. Ủa hay, hay ghê. Sao mà hay dữ vậy trời. Ôi là trời. Đâu hát lại đây. Hát một lần nữa. Chưa đuổi nhục hay sao? Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.